Cô chào con. Bắt đầu đi. Xin chào cả lớp. Hôm cô tên là Quyên và hôm nay cô sẽ làm host của lớp Doodle Kids ngày hôm nay của mình. Và đồng hành với cô sẽ làm bạn Fancy Yến Linh. Một bạn Fancy rất là dễ thương và cute. Giờ thì bạn Fancy Yến Linh ơi, mình giới thiệu một xí với cả lớp nha. Xin chào với các bạn, mình tên là Yến Linh, mình 11 tuổi. Đây là lần thứ hai Yến Linh quay lại Face với các bạn rồi mà Yến Linh vẫn còn mắc cỡ nhiều quá. Các con thả tim ủng hộ tinh thần cho bạn nha. Con có thể nghiêng cái laptop xuống một xíu để thấy mặt con rõ hơn rồi. Ok. Xinh như này mà lại chê đi. Bạn thả tim cho Yến Linh quá nè. Trời, con hát được quá trời tim luôn. Rồi con giới thiệu lại ha. Rồi mình tên gì, mình mấy tuổi, mình ở đâu. Và hôm nay con sẽ hướng dẫn các bạn chủ đề gì ha. Bạn đang giới thiệu. Rồi các bạn thả tim cho con quá chừng nè. Con nói đi Yến Linh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ về chủ đề về các nghề nghiệp. Rồi Yến Linh rất là ít nói ha. Bây giờ nhờ cô Quyên chiếu màn hình tay của bạn ha. Cũng bị rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ cô Quyên sẽ ghim tiêu điểm màn hình cho tay của Facey ha. Mình sẽ bắt đầu hình đầu tiên với chủ đề ngày hôm nay. Em chào cô. Cô chào em. Dạ con. Rồi Yến Linh ơi, con hướng dẫn các bạn. Bây giờ mình biết chủ đề ha. Con bắt đầu đi Yến Linh. Mẹ ơi, con sát. Ồ, các bạn vào lớp mình tắt mic giùm cô nhé. Chủ đề hôm nay là gì vậy cô? À, Yến Linh ơi, bạn hỏi, có bạn hỏi là chủ đề hôm nay của mình là gì á? Chủ đề cho bạn. Của mình là Jobs and Careers. Yến Linh ơi, mình chưa thấy rõ. Cô ơi, cô cái chữ khó ghi quá cô. À, con có thể viết theo kiểu chữ mà mình thích, ví dụ như viết hoa nè, viết in nè. Nhưng mà con chẳng biết viết đâu cô ạ. À. Chỉ viết như này con chẳng biết viết. Nào. Con có thể viết bình thường. Con có biết cách viết chữ bình thường không? Dạ không, vì do mấy cái chữ này hơi khó nên con không biết viết được. À vậy thì bây giờ cô sẽ đánh. Có bạn nào có thể đánh cái chủ đề của mình lên khung chat cho các bạn cùng xem không? Bạn nào biết thì có thể đánh lên khung chat nha. Bạn Yến Linh đang viết lại đó. Các con chủ đề của mình hôm nay là nghỉ. Phải không Yến Linh? Cho em xem lại để em nhìn chữ.
Yến Linh ơi, chủ đề hôm nay của chúng mình là nghề nghiệp đúng không con? Dạ. Rồi, bây giờ mà bạn Yến Linh sẽ viết lại cái câu viết theo ha. À, nghĩa của tiêu đề ngày hôm nay chính là nghề nghiệp và các ngành nghề. À, chữ, Yến Linh chữ B, B, B bò con à, shop đúng không? Shop công việc là B phở bà cố. Quyên em nhớ để ý áp các bạn vào nhé. Dạ. Cô ơi, chị viết như thế có chả biết như nào luôn. Cô ơi, chị viết sai rồi. Ồ. Vậy thì chữ chót phải là chữ bê bò đúng không các bạn? Cô. Ủa cô ơi. Cô ơi, cái chữ đề đâu rồi? À, Yến Linh đang đang viết lại cho mình xem đó. Các con đợi bạn một xíu nha. Viết lại làm gì hả cô? Cô, tao xong luôn rồi cô. Rồi, giỏi quá vậy ta. Tao xong luôn rồi cô. Bạn đã viết xong tiêu đề rồi, có thể đánh số 1 vào khung chat nha. Ờ, lấy số 1 xong rồi tụi con kêu viết thêm được không cô? Hả? Đánh số 1 xong rồi tụi con có thể trang trí được không cô? Được chứ, tụi con có quyền trang trí nha. Cô thấy được vani đó số 1 nè. Con lỡ viết chữ P rồi mà chữ B cô. Chữ B. Cô ơi, cô chẳng biết chữ nào luôn. Con nhìn cái chữ của chị có thể biết như nào. Ôi con cô. Có thể. Lại cho cháu. Con có thể viết thường nha. Như nào? Các con có thể viết thường, cô sẽ ghi lại chữ cái tiêu đề cho mình ở đây nha. Rồi, bạn nào muốn nói gì mình gõ vô khung chat hoặc là mình raise hand lên, cô Quyên sẽ mời tụi con phát biểu nha. Mình không nói thì chị trong lớp rất là ồn ha. Rồi, bạn nào viết xong á, mình có thể trang trí thêm cho chữ ha. Bạn Yến Linh đang viết chữ calligraphy á, chữ rất là đẹp. Tụi con có thể viết các chữ khối bình thường cũng được ha. Mình chưa quen cái này thì mình viết chữ hộp bình thường cũng được, rồi mình trang trí lên. Rồi, bạn nào viết xong rồi gõ số 2 vào khung chat giúp cô ha. Ờ, bạn Justin nè. Lan Anh, Nami. Rồi. Vậy thì
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào hình đầu tiên luôn ha, Yến Linh ha. Dạ. Rồi, con nhớ nhấc tay lên cho các bạn xem nha Yến Linh. Rồi. Tiara, con hỏi gì đó? Mở mic lên con. Cô ơi, cô còn có thấy cái hình cô? À, con không thấy hình hả? Yến Linh ơi, con vẽ rồi con nhớ nhấc tay lên ha, để cho các bạn nhìn theo ha. Cô ơi, cô con cô không vẽ kịp luôn á cô. Bây giờ là con rất thích chữ. À, nếu mà con mới vào con trừ tiêu đề, trừ cái khúc đầu ra ha, giờ mình kể như bạn ha, rồi lát nữa mình viết tiêu đề sau nhé. Cái tiêu đề con viết con xong rồi cô. Rồi chị đang vẽ cái gì đây cô? Con đoán xem. Con thử đoán xem. À, con nhớ hướng dẫn các bạn nha Yến Linh. Con vẽ gì con hướng dẫn các bạn hoặc có thể đố các bạn ha. Yeah. Chị gợi ý luôn đi. Có bạn, bạn Ami đấy là doctor nè. Con vẽ gì đó Yến Linh? Đây là policeman. Cảnh sát. Bạn Lưu Gia Linh đánh đúng rồi nè. Rồi, chào Hana mới vào ha. Cô chào Minh Tuấn. Bạn Chris muốn nói gì nè? Rồi, chị chuyển quyền hot cho Quyên nha Quyên. Dạ. Em câu hot cho Yến Linh luôn đi. Dạ rồi, ủa là chuyển hot cho bạn, cho bé Linh thì sao, là phải làm sao ạ? Em nhấn vô dấu ba chấm á, có chữ make call hot á. Dấu ba chấm. Chấm trên màn hình của Linh. À. Được chưa? Cả màn hình mặt lẫn tay luôn nha. Dạ chưa được. Rồi tụi con tô màu vẽ theo kịp mà Facey không? Con vẽ nhớ hướng dẫn các bạn nha Yến Linh. Con vẽ tới đâu mình hướng dẫn các bạn, chứ em cứu hết mấy bạn không biết đường nữa nha. Mình hướng dẫn mình phải mạnh lên nha. Rồi con hỏi các bạn đi, hỏi coi các bạn nghĩ xong chưa. Đây.
xong chưa rồi xong chưa? Ôi, Tiara xong rồi nè. Rồi, bạn Chi cũng xong rồi. Bạn Hana hỏi chủ đề là gì vậy? Yến Linh ơi. À, chủ đề bạn viết trên màn hình kia đó con. Job and career, nghề nghiệp ha. Rồi bạn nào cũng rồi mình ơi. Gõ số 1 vào khung chat nhé. Ờ, chị cảm ơn, cô cảm ơn. Ơi. Con bé Bảo Anh đó, em không thấy nó, em chưa thấy bé vào nhưng mà vào phòng rồi nè. Phụ huynh nhắn em á. Sao em? Ý là mình bên rồi, cô thấy bài của Chi rồi nha. Rồi các bạn xong hết rồi đó. Yến Linh, con hướng dẫn hình tiếp theo cho các bạn nhé. Dạ vâng. Rồi cô thấy bài của Như Quỳnh nha. Okay. Con để tiếp nhé. Tí nữa cô Quyên sẽ spotlight bài một vài bạn ha. Quyên ơi em câu hot cho chị với Quyên. Là chỉ định làm người chủ trì đúng không chị? Dạ rồi. Rồi. Ok. Chị ơi, chị đợi em một tí nha. Tại vì có phụ huynh nhắn em á. Ừ. Em cũng không biết nữa. Ai đi phòng không hợp lệ. Bảo Ngọc ơi, con hỏi gì đó. Cô thấy con giơ tay nè. Con ông cô là con vẽ police woman nữa ông cô. Được. Được. Con có thể vẽ tóc thêm để ba bạn nữ ha. Thật cảnh sát. Không biết Yến Linh đang vẽ gì vậy ta? Ồ, có bạn đó là doctor nè. Đúng không Yến Linh? Dạ đúng, đây là bác sĩ. Ồ, mấy bạn giỏi quá luôn nè. Chị ơi, bây giờ mình không, người phụ huynh không vào được lớp thì phải làm sao ạ? Em gửi lại Zoom, mã Zoom đúng chưa? Dạ rồi. Bạn đó. Em nhờ chị đăng nhập bằng thiết bị khác á. Hoặc là nhiều khi mạng nó trục trặc gì đó, vô không được. Nhớ gửi link lẫn bad ID luôn nha. Dạ rồi, dạ rồi. Nếu mà vô link không được thì đăng nhập vô, nhập mã, nhập bot luôn.
Còn vẫn không được thì nói bạn thông cảm xem lại video sau ha. Có thể do mạng rồi đó. Cô thấy bạn Peace muốn nói nè. Con muốn hỏi gì hả? Bé ơi. Cô ơi, là con vẽ thêm bác sĩ có cái kính bảo hộ được không cô? Được chứ. Ơi, con nói đi Tuấn, con hãy nhắn vào khung chat nhé. Chị ơi, chị mình có thể tô màu bất kỳ hay là phải tô theo chị? Em có thể tô màu mà nào mà em có thích, không cần phải tô giống chị. Rồi bạn nào vẽ xong hình thứ hai rồi mình có thể đưa bài lên ha, hoặc là mình gõ số 1 vào khung chat giúp cô với để cho cô Quyên với Yến Linh cùng xem ha. Thảo Nhi bị làm sao vậy? Ôi nhiều bạn Yến Linh, con nhìn qua bài các bạn xem, nhiều bạn vẽ tốt lắm luôn ha. Cô spotlight thử một vài bạn cho mình xem nha. À, cô thấy được bài Vani nè, bài Thảo nè, bài bạn Yên nè. Rồi. Mấy bạn có thể đưa bài lên cho các bạn xem nha, bạn Minh đi với bạn Thảo nè. À, bạn Hoàng Rễ rất là đẹp ha. Em Mai Minh Ngọc, hôm nay con có vẽ màu tím đó không? À, rồi con sẽ thêm bạn Lan Anh nhá. Bạn Lan Anh vẽ một cô bác sĩ rất là xinh xắn ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ vẽ tiếp hình thứ hai ha, một xíu nữa mình sẽ cô sẽ spotlight tiếp. Dạ, cô thấy nhiều bạn xong lắm rồi nè, Lý Nguyễn cũng xong, Xuân Phong xong rồi, được không, vẽ tiếp nha. Rồi mình bỏ xuống đi, rồi mình vẽ tiếp nha. Quy ơi, em chưa câu hot cho Yến Linh á, tại lát nữa chị thoát ra rồi em câu hot cho tay Yến Linh. Bảo Ngọc ơi, con hỏi gì đó? Con nói cô là con không biết vẽ cái hình tròn ở mặt cô ạ. Khuôn mặt có hở Bảo Ngọc? À. Con vẽ đường một cái đường thẳng trên xuống rồi đến ngay chỗ cái góc giống như là hình chữ U á, con bo lại thành hình chữ U thôi, thấy không? Cái gương mặt á giống như hình chữ U lớn vậy đó. À. Được chưa?
Rồi. Mấy bạn có biết bạn Yến Linh đang vẽ gì? Ngành nghề nào không? Các bạn có thể đoán bằng cách nhắn vào khung chat nha. À, bạn Bảo Hưng bảo là chef. Quá hay, được rất là nhiều bạn đoán đúng nha. Rồi. Từ này là chef. Rất là giỏi ha. Dạ, là đầu bếp ha. Rồi, Vani ơi, con mở mic lên đi, con hỏi gì. Dạ, thưa cô là đầu bếp. Rồi, đúng rồi ha. Cảm ơn con. Cái con bạn nào xong rồi thì cái con có thể nhấn vào số phím 3 vào khung chat nha. Cô thấy được Oscar xong rồi nè, Thủy Miên nè, Ken, Lucy. Rồi vậy thì mình sẽ bắt đầu tiếp với hình tiếp theo luôn nha Yến Linh ơi. Dạ vâng. Bảo Hưng nói là Yến Linh đang vẽ Farman. Còn ai có câu trả lời khác không? Walker Farmer. Magician.
Yến Linh nói con có thể đưa gợi ý cho các bạn đoán được không? Cô thấy có Bảo Hân đánh là ảo thuật gia nè, không biết đúng không Yến Linh ha? Cô cũng thấy như vậy. Từ này là ảo thuật gia. Có mấy bạn giơ tay á, Quyên em mời các con mở mic hỏi ha. Bạn Minh đi nè, cô sẽ mời từng bạn nha. Minh đi ơi. Dạ. Con giơ tay hả? Dạ. Con hỏi đi. Dạ cô, về ảo thuật gia hả cô? Đúng rồi. Bạn chỉ lên mình đang vẽ ảo thuật gia. Ken ơi, con nói đi Ken. Nãy giờ con chưa được spotlight luôn á cô. Rồi, một xíu nữa cô sẽ spotlight bài con nha. Tiara. Bạn nào giơ tay rồi bỏ xuống giúp cô Quyên nha, để cô Quyên lộn á. Cô có lỡ viết sai là cái này lỡ so với cái bài đó. Không sao nha, mình có thể viết lại nè. Dạ. Nhưng mà còn để được nữa. Các con có thích ảo thuật gia không? Có ai ở đây thích coi về ảo thuật gia không? Chứ hồi đó cô Quy là cô Quy thích coi ảo thuật gia luôn á. Ở đây có ai từng đi coi ảo thuật gia chưa ta? Có ai được đi coi chưa? Mấy chú ở thuật hay ở ngoài đường á. Ken ơi con hỏi hả? Để cô ấy bật tiếng nha. Rồi, Ken hỏi đi. Con hỏi là cô chưa spotlight con. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ thêm một hai hình nữa. Rồi cô sẽ spotlight như một vài bạn tiếp nha. Nha Ken nha. Tiara ơi. Cô ơi, cô có chứ
có con xiếc thôi chứ con chưa được, con chưa coi ảo thuật nữa cô. Ồ, con xiếc thì nó kịch tính hơn, nó có hay hơn ảo thuật không? Nó là xiếc về những con thú đúng không? Dạ, con có xiếc ở gần nhà con. Wow, hay quá vậy ta. Minh Ngọc ơi, con muốn hỏi gì hả? Ngoài luôn đó, cô. Hết đó vậy? Hồi dạ, trước. Cô ơi, cho con hỏi là hôm nay chúng ta sẽ vẽ bao nhiêu hình ảnh? À, Yến Linh ơi, có bạn hỏi con là hôm nay mình sẽ vẽ bao nhiêu hình đó? Mình sẽ vẽ khoảng 8, 9 hình. Tùy thời gian. À, vậy thì mình sẽ vẽ nhiều, tối đa là 9 hình nhá. Các bạn đã vẽ xong chưa ạ? Mấy bạn ơi, cái con vẽ xong rồi thì cái con nhấn số 4 lên màn hình nha. Cô Nan nè, Vũ Thanh Hà, Ami. Rồi, thêm một hình nữa thì cô sẽ spotlight bài của một vài bạn nha. Mình sẽ vẽ tiếp. Các bạn nào không kịp không? Cái con không kịp thì có thể đợi vào buổi tối nay sẽ có, cô sẽ đăng video lên nha. Các bạn có đoán được đây là con vịt gì không? Chú Hà nè. Có đúng không Yến Linh ha? Còn ai có còn ai đoán khác không? À, cô thấy bạn Minh Ngọc. Minh Ngọc ơi. Bạn Naruto. Có vẻ bạn này rất là thích xem phim về hình ha. Dạ thưa cô, là chú Hề. Chú Hề. Con tên gì? Tiara ơi. Cô này tên gì? Con đã là chú Hề với gái hồi nãy. Con nói là con chưa được con xếp rồi. Con nói lộn con thì coi cho con coi rồi. Áp thật á, nãy con nói lộn luôn. Áp thật có chỉ một câu. Đúng rồi, áp thật thì sẽ có những cái chú chim bồ câu đột nhiên xuất hiện nè, đúng không? Rồi dạ. Sẽ có những sự bất ngờ nè. Chú chim bồ câu đã tức cười lắm. Rồi. Từ này là clown chú Hề.
Cái con có thể tự tô màu theo màu sắc mà mình thích ha. Rồi, các con đã xong chưa? Bây giờ cô sẽ spotlight một vài bài nha. Cô spotlight bài của bạn Ken. Ken ơi, con xong chưa? Cô sẽ spotlight bài của Penny. Minh Ngọc, một bạn thiệt là khác lạ, Mộc Miên ha. Ồ, không, bây giờ cô sẽ spotlight bài của bạn Mia. Rồi, các bạn đã xem được. Ồ, Bunny ơi, con không không cần phải tô kẻ bên ngoài màu đỏ đâu, thì mình sẽ xen kẽ, cô nghĩ là xen kẽ nhiều một hai màu sắc thì nó sẽ ra hình ảnh của một chú hề đáng yêu. Cô thấy được à? Bài cô sẽ rồi. Bài cô thấy được bài của Minh Ngọc nè. Khánh Quỳnh nè, Thảo Ruby nè, Gia Bảo nè, Lô Gia Linh nè, Emma nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. An Nhiên vẻ đẹp lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Các bạn có đoán được đây là nghề gì không?
Đây là waiter, phục vụ. Các bạn ơi, các con đã xong chưa? Các con xong rồi thì có thể nhấn số 5, số 6 vào khung chat nha. Linh ơi, mình vẽ hình tiếp theo nha. Cô đã thấy được rất là nhiều bạn. Bạn đã xong rồi nè. Dạ vâng. Rồi, đố các con chưa, bạn Yến Linh đang vẽ ai? Ồ, cô thấy được bạn Anna nè. Bạn Anna ơi, con hỏi gì hả? Anna ơi. Rồi, những... cái con ai không hỏi gì thì hạ tay xuống giúp cô nhé.
Trân Trân ơi, con hỏi gì hả? Con một mic lên đi. Dạ thưa cô, là nghề họa sĩ. Đúng rồi. Hoàng ơi, con nói gì đi? Dạ em thân cô, cô mình nghỉ giải lao thưa cô. À, mình sẽ vẽ thêm hai hình nữa rồi mình sẽ nghỉ giải lao nhé. Cái nghề này là artist, là họa sĩ. Như Quỳnh ơi, con hỏi gì hả? Minh Ngọc ơi, con thấy con rồi. Con hỏi gì hả? Các bạn ơi, cô sẽ... Đó thì mà bây giờ thì thời gian nó có dư không cô? À, Yến Linh ơi, mình đã vẽ xong ta 2, 4, 6, 7 hình rồi. Thì bây giờ mình còn những cái hình nào thú vị hơn không? Làm gì để mà con học cũng biết chắc hẳn là con cũng còn một vài hình thú vị để muốn giới thiệu đến các bạn ha. Yeah. Ok, vậy thì mình sẽ vẽ thêm hình. Mình sẽ vẽ thêm hình này nữa. Rồi cô sẽ spotlight, xong rồi cô cho các bạn nghỉ ngơi. Và sau đó mình sẽ lên, mình mở rộng thêm một số ngành nghề khác. À, bạn Chi muốn gửi lời nhắn đến Yến Linh là Yến Linh ơi, Yến Linh hãy vẽ nhiệt sĩ, nghệ sĩ thiết kế. Yeah. Rồi, sắp xong rồi. À, nghệ sĩ nhân giao hả? Rồi bây giờ cô sẽ spotlight một vài bạn nhé. Cô sẽ spotlight bạn Mia, bạn Trân Trân và
Và ai đây? Bạn Gia Bảo. Ủa? Ngô Lâm Bạc. Lâm Ngô Bảo. Rồi. Các bạn có, Yến Linh ơi, con có thể nhận xét một số bài của các bạn không? Con có thể ý một tí. Bạn vẽ rất là dễ thương, rất là đẹp. Chân Chân ơi, cô nói một xíu nha. Ví dụ như bây giờ cô con, nếu mà con tô màu thêm một tí nữa thì sẽ rất là đẹp. Mia, con nói đi. Mia ơi, con nói đi. Rồi, bây giờ mình sẽ nghỉ dễ lao nhá. Ơi, cô đây. Cô sẽ cho các bạn nghỉ dễ lao trong vòng 5 phút. Sau đó chúng ta sẽ làm lại nhá. Bắt học lại, vô lớp lại nhá. Ai đây? Bạn Vera Daisy nè. Con hỏi gì hả? Mia ơi, con nói đi. Thôi cô, con bữa con không muốn nghỉ giải lao đâu cô. Con không muốn nghỉ giải lao hả? Vâng. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi lấy nước mình uống ha. Tiara ơi, con nói gì đi. Rồi. Cô, những cô hình ơi, giấy rồi cô ơi. Hả, con hết giấy hả? Dạ con còn chừng này thôi, con hết chỗ để vẽ rồi, chỉ còn trang tiếp theo thôi. Con có thể lật qua trang tiếp theo để con vẽ nhá. Dạ. Rồi. Con có một trang tiếp theo mới con đi sửa sẵn rồi. À, mình có thể bỏ qua cái chữ đó mà, không sao hết. Nhưng mà con có cái chữ sẵn một cái tiếp theo. Cô thấy được bài của bạn Thảo Ruby nè, Yến Linh ơi. Con có thấy được bài của bạn Thảo Ruby không? Cô sẽ spotlight một xíu nha. Tại vì bạn Thảo Ruby vẽ, cô họa sĩ đang vẽ một tấm bức ảnh nữa. Rất là xinh. Các bạn cùng ngắm nhé. Nãy giờ mình nghĩ ra là được bao nhiêu phút rồi ta? Rồi, Ruby ơi, con có thể thả bài xuống để cho đừng có mỏi tay nha. Rồi. Ruby ơi, con hạ bài xuống đi. Một xíu nữa con sẽ spotlight lại nhé.
Các bạn đã đi chuẩn bị nước sẵn chưa ta? Các bạn sẵn sàng để tiếp tục chưa? Chia ra ơi, con nói gì hả? Cô anh cho con có một trang ghi sẵn chữ rồi, nhưng con tí nữa con sẽ vẽ thì con theo lên đó cô. Đúng rồi, vẫn được nha. Rất là sáng tạo, rất là tiết kiệm giấy á. Cho con ghi chữ sẵn luôn. Lan Anh ơi, Lan Anh ơi, con hỏi gì hả? Cho con xem bài họa chữ họa sĩ đi con. Chữ họa sĩ hả? Một con đợi một xíu nha, một xíu nữa thì Yến Linh sẽ vẽ cùng với mình, xong rồi Yến Linh sẽ cho con xem chữ họa sĩ nha. À, nhầm, cô nhầm. Yến Linh ơi, con cho các bạn xem lại bài của con nha. Cô sẽ spotlight bài của Yến Linh lại nhé. Rồi. Rồi, các con có thấy bài của Yến Linh chưa? Con thấy được. À, cô đã spotlight là bài của bạn chị Yến Linh đó, thì các con đã thấy chưa? Nếu mà thấy rồi thì nhấn phím số 2 cho cô nha. Cô thấy được bạn này anh thấy rồi nè. Các con có thích vẽ không? Các con có ai có ước mơ ở đây làm họa sĩ không? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Bạn Hoàng có ước mơ là họa sĩ. Một xíu nữa cô sẽ spotlight bài của bạn An cho các bạn xem ha. Mình tiếp tục đi Linh.
mình cùng theo dõi để đoán xem. Mình cùng theo dõi để đoán xem Yến Linh vẽ cái gì ha. Yến Linh ơi, lo lo con lắc cái tay lên để các bạn có thể vẽ theo á. Đây là singer, là ca sĩ. À, ở đây có ai có ước muốn làm ca sĩ không? Hôm nào hát cho cả lớp nghe nhé. À, các con có thể highlight những cái từ tiếng Anh lên để cho mình dễ nhớ hơn nhóm chị Yến Linh nha. Các con có vẻ theo kịp không? Rồi bây giờ mình sẽ đến với hình tiếp theo nhé. Tiếp theo sẽ là một cái người mà bình thường ngày nào mọi người cũng sẽ gặp, những bạn học sinh sẽ gặp cái người đó. Các bạn đoán được là ai không? À, có gặp siêu nhân ra mỗi ngày hả? Cô thấy được bạn Bảo Hưng nhắn là teacher. Có gặp được siêu nhân ra mỗi ngày hả? Cho cô gặp với. Mấy bạn khai đi học sợ cô giáo không? Có không? Mấy bạn có thích cô giáo của mình không? Mấy bạn có yêu mến cô, các cô, các thầy dạy chúng ta mỗi ngày không? Đúng rồi, chúng ta phải
yêu mến những thầy cô đó, vì những thầy cô đó rất là cực khổ, rất là vất vả. Các bạn có thể tô cho chiếc áo dài của cô giáo mình thiệt là màu sắc thiệt là trẻ trung, ví dụ như màu hồng, màu xanh, kia là hơi dữ chứ có lẽ. Wow. Cô rất, lúc mà cô Quyên còn đi học, cô Quyên rất là thương cô giáo. Cô Quyên cũng rất là thích những mỏ giày cô giáo mặc nó, rất là đẹp. Các bạn nữ, có ai thích những cái mặc những cái bộ đồ giống cô giáo mình hay mặc không? Đó là truyền thống của đất nước mình đó. Tiếp theo, một hình nữa là cô sẽ spotlight nhé. Yến Linh có thể gợi ý cho các bạn là mình vẽ gì không? Yến Linh cho cô một vài video gợi ý đi ha. Ý em. Đúng rồi. Công việc này là những cái người mà thích nhảy múa hát nha. À, các bạn có ai đoán được không? Mình cùng đợi xem các bạn fancy của mình vẽ gì nhá. Các bạn đã đoán được chưa? Cô Quyên đã đoán được một phần nào rồi. Mình cùng đoán nha, mình cùng nhắn lên khung chat để đoán nha.
Mua bà Lê, cô giáo dạy yoga. Rồi cái gì nữa này, dancer. Bạn Lan Anh muốn hỏi gì hả? Lan Anh ơi. À, Molly với lại Pink Picnic. Người này là dancer. Đúng rồi. Rồi, sắp cô sẽ spotlight một vài bạn nữa đó. Bạn nào có, cô sẽ spotlight một vài bạn ngẫu nhiên nhá. Bạn cô thấy được bài của Vani nè. Rồi cô thấy được một bài bạn, bạn Mia, bạn Chi, bạn Khánh Hưng. À, cô sẽ spotlight bài của bạn Khánh Hưng nhé. Rồi, ai nữa, ai nữa? Nãy giờ những bạn nào chưa được spotlight nè. Naduko ơi, cô sẽ spotlight bài em với lại bài Sophia nhé. Rồi, các bạn để bài gần hơn, gần màn hình đến một tí để các bạn cũng như là bạn fancy của mình có thể góp ý, có thể xem và góp ý nha. Trời ơi, bạn Naduko. Vậy rất là hay. Hoài An hả? Linh ơi, con có thể nhận xét bài của các bạn một tí nhé. Yeah. Bài của mấy bạn vẽ rất là dễ thương, vẽ rất là nhanh. Vẽ rất, đặc biệt là bạn Thánh Hưng, cô thấy được bạn đó vẽ rất là giống bài của bạn Fancy luôn. Ơi, bạn Sophie ơi, bạn con có thể tô màu thêm một tí nữa thì sẽ rất là đẹp nhé. Rồi, các con có muốn nghỉ sớm không? Hôm nay là cuối tuần á. Ơi, con nghe nè. Con nghe nè.
ha. Chúng ta đã vẽ được bao nhiêu hình rồi, các ai biết? Các ai biết là mình đã vẽ được bao nhiêu hình rồi không? Mười hình rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm Yến Linh ơi, mình đã vẽ được bao nhiêu hình rồi con ha? Dạ, mình đã vẽ được 10 hình rồi ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ vẽ một hình cuối. Rồi mình sẽ cho các bạn nghỉ nhé. Dạ. Các con hạ bài xuống rồi mình sẽ vẽ tiếp nha. Mình cũng đoán xem là bạn Thanh Si sẽ vẽ cái gì nha. À, cô đã thấy được một bạn đoán là phi hành gia. Từ này là astronaut, có nghĩa là phi hành gia. Các con nhớ lấy một cây bút và highlight lên nhé. Ơi, con nghe. Pink Pix ơi, con nghe. Ơi, cô đây. Cô đây bạn Pink Pix. Bạn Minh Tuấn. Các con muốn hỏi gì hả? Các con thấy có thể nhắn vào khung chat nha. Các con xong chưa? Cô spotlight tiếp một hình cuối cùng rồi mình sẽ nghỉ ngơi, ăn uống và giải lao, nghỉ luôn nhé. Ai đây, ai đây? Cô sẽ chọn ai?
cô sẽ chọn những bạn nãy giờ chưa được nãy giờ thôi bạn Yến Linh ơi. Dạ. Con chọn ra một ba bạn bất kỳ để spotlight bài đi. Dạ vâng. Rồi, cô mở mic cho Pinkfish rồi nha. Cô ơi, cô bạn bạn đây là hình thứ mấy rồi ạ cô? Đây là hình thứ 11 rồi. Cô show cho con hình thứ 10 được không? Được. Mình sẽ hình thứ 10 của mình chính là dancer. Rồi Yến Linh sẽ chọn ba bạn bất kỳ để có thể spotlight nhé. Yeah. Tôi thấy rất là nhiều bài của bạn dễ thương nè. Ai đây ta? À, cô thấy được bài của Thanh Trúc. Thế Sơn ơi, con xong chưa? Wow, bài của bạn Tiara rất là đẹp ha. Rất là xinh. Rồi. Bạn Yến Linh ơi, con đưa bài tập về nhà của mình. Con có thể nói về bài tập về nhà của mình ngày tuần của tuần này không? Bài tập về nhà. Rồi, cái con bỏ bài xuống hết nha. Bài tập về nhà tuần này của mình là gì vậy ha, bạn Yến Linh? Vẽ năm hình về nghề nghiệp mà các bạn yêu thích, các bạn muốn vẽ làm mình nhắc lại bài tập về nhà một ngày hôm nay một tí nhá, là các bạn sẽ vẽ tối ít nhất là 5 hình về những nghề nghiệp mà các con yêu thích, các con ước mơ sẽ làm, và sẽ chụp đăng lên group của mình, và nhớ là phải ghi hashtag nhé.
các mẹ lưu ý nhắc nhở các bé khi mà đăng thì nhớ hashtag giúp em nhé. Em cảm ơn. Một xíu nữa thì cô Uyên sẽ đăng bài của mình lên group và sẽ đăng những hình ảnh của ngày hôm nay. Rồi. Rồi, bây giờ là đã hết giờ học rồi, các con có thể nghỉ ngơi với gia đình. Tạm biệt mấy con. Tạm biệt. Con chào cô. Cô chào con.